vị và các bạn, ngày hôm nay mình sẽ theo chân một bác tài lái con Sandisk 55WAC đời 2014 này di chuyển. Đấy. Máy đang lưu thông ở trên một cái đường trong khu tái định cư. Ra một công trình mới để làm việc. Sau khi làm công việc ở đây xong xuôi rồi, máy sẽ chuyển về để sang làm một cái công trình rất là mới. Dòng 55 này rất là thích hợp khi mà di chuyển ngoài đường vì cái tính nhanh gọn và hiệu quả của nó. Bắn rất là tít. Đường thì rất là rộng rãi nên là không cần phải giống như những cái nơi địa hình chật hẹp khác cần phải để ý. Ở đây thì mình cứ đi thoải mái thôi. Coi như là một mình một đường. Sẽ đánh máy về nhà đậu nghỉ và sau đó thì ngày mai sẽ chỉ có việc chuyển máy sang công trình mới để làm. Đây thì như vậy là sau khi làm xong công trình, máy đã di chuyển về tới nơi để nghỉ việc làm các bạn ạ. Đây bây giờ đậu máy để
nghỉ, ngày mai sẽ chuyển sang công trình mới. Vậy thì video mình ngày hôm nay thì phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Hãy chia sẻ video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.